Đây là con kênh Ngoại Thành Hà Nội. Nước sông Hồng đổ về đây. Dòng sông Vành Kênh chảy rất là thanh bình. Làn gà rừng mọi người nhé. Bản này bây giờ là tầm khoảng 3 tháng rưỡi, một số bản thì tầm khoảng gần 3 tháng. Các bạn ấy bay như chim luôn, tức là bay qua vườn này, bay lên cây, xong rồi bay qua bờ rào này, bay như chim luôn. Đây là thức ăn cho hươu mọi người. Xe nên rất là hỏng. Nghe tiếng xe là